Cindy đang nấu ăn. Con nấu món gì vậy Nhi? Để con lát nước rồi con nấu sao. Giá bỏ pizza ra nè. Wow, nhiều món dữ vậy. Ấy bánh mì chưa? Dạ. Có bánh mì ra chưa? Có mì. Dạ. Cho tôi ổ bánh mì đi bà. Ít la bà. Kìa bánh mì nướng khét rồi kìa. Mẹ ơi. Rồi mẹ biết rồi. Bỏ bỏ phim. Bánh mì nướng khét rồi kìa, lấy đi lẹ lên. Phải, bây giờ giả bộ chứ làm. Con phải ứng xuống, con ứng xuống rồi con bật lên mới được. Quá hay. Ê, bây giờ ta hả? Đâu rồi? Rắc miếng tiêu cho tôi nữa nghe bạn. Dạ. Rắc gì? Rắc gì vậy? Rắc miếng tiêu á, miếng muối tiêu á. Phải nước gì á? À uống nước cam á hả? Mà đến hoài đến mãi vẫn không hết. Từ rồi, mai mốt á, anh sáng á, anh sẽ đưa em về quê đến sau. Lúc đó anh sẽ chỉ cho em đâu là sao bắt đầu, đâu là sao ăn, đâu là sao bắt đầu. Không chưa bà? Chưa. Trời sao cái ly bà đẻ bà không rửa vậy? Hả bà? Rửa nha. Là. Rửa sạch sẽ mới cho tôi uống chứ. Sao? Phải đẻ đi hết cho rẻ mẹ ơi. Ủa tôi là mẹ, tôi là khách hàng mà. Con gì chú không? Định đi đâu hả? Ai à, xỉu mất thôi. Vừa đói vừa khát. Bán hàng mà lâu quá. Cho. Nào hấp dẫn không? Rồi cảm ơn.